Hello, xin chào cô dì chú bác và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay là nhà mình tổ chức phát gạo cho bà con nha, từ thiện ngày rằm tháng 7 nha bạn. Mời mọi người cùng đón xem nha. Mình được 130 phần quà nha bạn. Đã chuẩn bị sẵn sàng nha bạn. Nói chung là lần đầu tiên mình quay chủ đề này, có gì sai sót mấy bạn thông cảm bỏ qua cho mình nha. Đó. 130 phần quà chờ đón bà con tới nhận nha các bạn. Nãy giờ mình nhận được cái mấy ít nha các bạn. Mấy phiếu. Một phiếu mà. Con vô đây mấy phiếu. Đây đưa phiếu cho con đây con. Nè, con. Để lên nè. Con tay sai vậy. Hai món vô để nó ra là để cho con lên luôn. Cảm ơn nha. Dạ. Một phiếu là một bao gạo với một chai xì dầu với một bịch đường nữa mà. Ăn con không? Cũng chay không? Hai bao lấy hai bao. Hai bao gạo nữa. Chưa. Còn gạo nữa kìa. Được không? Ấy phụ lên cho anh chị đi. Hai nó móc lên. Mấy phiếu quá vậy? Phiếu quá. Hai phiếu quá. Đó là hai bao gạo em. Với lại nha. Rồi. Kêu ông đậu sách giùm. Xây sách giùm dây nữa. Xây vô sách giùm dây nè. Mấy phiếu gì chính đây phiếu cho nó sắp nè. Thì nó làm gì nó sắp thì nhờ nó sắp giùm hai hộp cơm mà nó nói nó nặng chắc chát như tàu như đi biển hả em đi biển hả đó bao quá chị dạ cho em rửa lên nha được rồi giờ càng ngày mọi người đó càng đông nữa rồi. Nãy cũng kêu kéo ra ông Phương không chịu. Nè chạy vô đó chị. Dậm đây. Dùm cũng nhiều lắm nha mấy bạn. 4 bao là 4 phiếu nha bạn. Đó. 4 bao là 4 phiếu nha bạn. Nay thì mấy bao? 4 bao lấy 3 bao thôi, còn chừa lại 1 bao. 4 bao lấy 3 bao chừa lại 1 bao. Không lấy được 4 bao đâu. Lắm dùm mà lãnh 1 bao thôi chứ. Chắc mấy bà già mà ai biết. Thứ phiếu là một phiếu là một bao gạo với là một chai nước tương, một bịch xì đường các bạn. Đó bạn. Lỡ làm lớn người ta bên đạo á, là lỡ con em mình làm thân thể như Lan, mũi anh chở mẹ đi. Em nhà em phát gạo mà. Người ai coi? Mày phát gạo mà đi chùa đó là mày ngon lắm. Người ai coi? Gặp có nghiêm tộc không? Nào bảo ơi. Nào cô bảo sắp được bao đi. Chở mẹ đi. Ra dưỡng. Đó mà. Chặt lá xong rồi bấm tiện tiện mới cái đầu thòng ra là để chọc không nha. Đấy, con.
hưởng bột về nha. Dạ đúng rồi. Đi tôi phát. Thấy không bạn thấy luôn ha. Thế. Ủa này gái với chợ có bồ chưa? Có đâu. À, không có. Là cái băng này. Ông Sang á. Ông Sang xe ôm á. Làm già già mà mai chứ. Người già trẻ nhỏ trẻ em gì cũng có phiếu hết nha các bạn. Nếu muốn các bạn thì lấy được ai miễn sao phiếu rồi. Nếu là con nếu nếu thế này chiếc xe đi rồi con. Anh 2-4 bao về coi phát lại giờ ta chứ để quên nữa. Dưỡng, dưỡng. Một bao nữa hả? Thiếu 9 giờ mà giờ mới có 9 giờ mấy mà gần, 9 giờ kém mà cũng gần hết rồi các bạn. Quá nhanh quá nguy hiểm. Ai ngồi vậy? Hai người luôn hả? Làm sao được không vậy sao mừng nhé? Bây giờ vô ly liệu nha các bạn. Mấy phiếu? Con 2 phiếu con. Dạ dạ. Cái chỗ đó. À, có biết mình làm biết thẳng luôn nha. Lấy chỗ. Lấy cái bịch cho nó. Không nên thân rồi, thằng này không nên thân. Có người mắc cửa, bắt tôi đi đánh dùm này. Thôi đây, đây nè, đưa chú quay ra. Mày xách chùm 5 phút cái tết. Mình xem cái tết. Mà hả? Tui tẩy mà. Tẩy nè. Đưa ai chú, chú. Từng đó, bỏ 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 ngón tay được không? Không gì lấy xe đạp ra chứ. Đó, rồi. Xe đạp nghỉ đổ rồi. Rồi, 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 đi về rồi con. Rồi vậy, con lấy thằng con cắn được. Lấy thằng cắn này được nè, đi vậy. Mệt mà bạn ha. Mệt mà vui nhớ bạn. Những phiếu em. Một phiếu ạ. Mấy phiếu tài đó.
nhiều lắm. Về lấy đi, về lấy để sợ nhiều khi nó thiếu không thì nó không biết rồi. Đi rồi làm chịu chèn không biết. Đó, không. Nắng quá vừa ra chỗ mát mát rồi các bạn. Nhưng mà bà lấy rồi. Mấy đứa, mấy đứa. Không. Lấy gạo ra. Cái đầu lại cái đã. Đâu rồi?
sao mà rớt được mà rớt. Qua lại không? Đi qua nữa không? Gần hết rồi nha bạn, đó còn nhiêu đây, còn chừng chục người nữa nha bạn, chắc giờ người ta đi làm chưa về các bạn. Hết từ sáng thì cũng xong nha bạn, còn được 2, 4, 6 phần nữa nha bạn, bây giờ là chờ người ta tới lấy nha bạn. Thôi video của mình xin kết thúc tại đây nha, mọi người thấy hay thì mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha, thì nhớ mình cần góp ý mà nha, lâu lâu mình làm clip nhân tầm tháng 7 mình làm nha bạn. Cho đi rồi sẽ nhận lại nha bạn. Bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video khác nha.